Võ Thành Trang, trường trung học Võ Thành Trang, đường Tân, nó có đường Tân Kỳ, Tân Quý, có đường Tân Quý, gọi là đường Tân Quý, đẹp không? Thành phố Hồ Chí Minh, đường Tân Quý, ngày 12 tháng, phải ngày 12 không? 12 tháng 3. Ghi chữ hẻm 279 mà hẻm bự lắm không? Đường Tân Quý mà ngay chỗ đoạn gần Ion qua khỏi Gò Dầu nó mới sung túc. Đoạn này là nó không có buôn bán nhiều. Tới đường Gò Dầu, ở đây nè, trước kia nó là Tân Bình, nó Tân Bình, bây giờ nó sau này nó chia thành Tân Bình và Tân Phú. Ở Tân Bình trước kia nó có đoạn cái lương gọi là đường có lương tăng liều liều, là tiêu lần lần, hát lỗ quá tiêu hết mẹ luôn đoạn cái lương luôn. Tăng liều liều, tiêu dần dần, tăng diều diều. Tiếp tục là đường Tân Quý nè. Nó vẫn là Tân Quý, Lê Đình Thám. Thành phố này là ít hẻm lắm, toàn là đường không à. Ở đây có hẻm nhưng mà ít lắm. Tới đường Tân Kỳ, Tân Quý, Tân Kỳ, Tân Quý, phía bên trái nó có quán bánh xèo ngoài Hội Đức á, Hội Đức Bình Định á, bánh xèo á, phía bên trái đó, bánh xèo Bình Định, cô Nguyệt. Xèo Bình Định, Hoài Đức, Hoài Nhơn, Bình Định. Anh nào dân Bình Định thì thích ăn bánh xèo Bình Định thì về đây. Rồi đường Tân Kỳ, Tân Quý tiếp tục. Rồi cô đô thị Xe La Đông City.